Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook xóa hàng loạt tài khoản Việt Nam chuyên báo cáo giới bất đồng chính kiến. Hôm 1 tháng 12, công ty Meta, chủ sở hữu của Facebook ra thông báo về việc gỡ bỏ một mạng lưới hàng trăm tài khoản ở Việt Nam. Lý do được đưa ra là các tài khoản này đã vi phạm chính sách hành phi giả mạo đối với vấn đề báo cáo diện rộng nhắm đến những người chỉ trích nhân quyền. Theo các báo cáo thì mạng tài khoản vừa bị gỡ đã thực hiện các báo cáo giả nhắm đến nhà hoạt động xã hội và những người công khai chỉ trích chính quyền Việt Nam. Mục đích của mạng lưới này là nhằm khiến Facebook đóng các tài khoản bị báo cáo. Đây là hình ảnh trên trang fanpage của lực lượng 47 ở Việt Nam, là một trong những trang của dư luận viên chuyên hoạt động chống phá và báo cáo các nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Facebook cũng cho biết đứng sau các tài khoản thuộc mạng lưới trên là người thật. Họ tạo ra các tài khoản chính danh hoặc giả mạo và gửi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhắm vào các tài khoản của nạn nhân. Một thủ thuật khác được triển khai nhằm khiến các tài khoản của các nạn nhân bị Facebook gỡ bỏ, được nêu trong thông báo là mạng lưới này cho lập các tài khoản giả mạo là tài khoản của nạn nhân, sau đó tổ chức báo cáo với Facebook rằng họ mới là tài khoản thật. Báo cáo cũng không nêu danh tính cụ thể của những ai đứng đằng sau các hành động này. Tuy nhiên, nhóm này khác với nhóm E47, tức là Trung đoàn Dư luận viên 47, từng bị mạng xã hội này xóa bỏ vào hồi tháng 7 năm nay. Phản ứng trước thông tin Facebook gỡ bỏ mạng lưới chuyên tấn công người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động dân chủ nhân quyền luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ đã cho Đài Tiếng Nói EFA biết về nhận định của mình như sau. Thực sự là rất vui mừng bởi vì lần đầu tiên Facebook họ thực hiện công việc này. Hơn ai hết, nhà cung cấp dịch vụ nắm rất rõ ai là người sử dụng Facebook cho những mục tiêu nhân đạo, mục tiêu đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Và đâu là những kẻ chuyên môn phá hoại những công việc đó. Họ nắm rất rõ từ lâu rồi, nhưng mà khi họ thực hiện công việc này thì đó là một cái nỗi mừng riêng của tôi, cũng như của những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam và bên ngoài của Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, chỉ riêng trong năm nay, tài khoản Facebook của ông đã bị khóa đến 5 lần, mỗi lần kéo dài cả tháng, và ông cho rằng đó là hệ quả của chiến dịch báo cáo. Đây là hình ảnh Facebook của luật sư Nguyễn Văn Đài liên tục bị công ty này khóa tài khoản chỉ vì dư luận viên tập trung báo cáo với số lượng lớn. Tuy vui mừng trước động thái mới nhất của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ cho rằng Facebook cần phải hành động mạnh hơn nữa. Ông nói tiếp như sau. Tôi hy vọng đây không phải là lần đầu tiên và là lần duy nhất của Facebook sẽ phải làm thường xuyên và họ sẽ phải theo dõi những người như vậy. Khi mà họ nhận dạng được những tài khoản thường xuyên đi báo cáo kiểu như vậy thì họ sẽ phải xóa ngay từ đầu, chứ không để tình trạng đó tiếp diễn ra như trong suốt nhiều năm qua. Trong báo cáo ra ngày 1 tháng 12, công ty Meta, công ty mẹ của Facebook nói rằng chúng tôi đã xóa một mạng lưới các tài khoản ở Việt Nam do vi phạm chính sách về hành vi không xác thực của chúng tôi chống lại việc báo cáo hàng loạt. Họ điều phối mục đích việc nhằm nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động và những người công khai chỉ trích chính phủ Việt Nam và sử dụng các dạng báo cáo sai sự thật về các vi phạm khác trong một cố gắng xóa những người dùng này khỏi nền tảng của chúng tôi. Những người đứng sau hoạt động này đã dựa chủ yếu vào các tài khoản xác thực và trùng lập để gửi hàng trăm, trong một số trường hợp là hàng nghìn khiếu nại chống lại các mục tiêu của họ thông qua các luồng báo cáo lạm dụng của chúng tôi. Đây là hình ảnh lực lượng dư luận viên được tổ chức hỗ trợ hoạt động bởi quân đội và chính phủ Việt Nam, chủ yếu nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhà phản biện xã hội. Facebook cũng cho hay những kẻ cũng duy trì các tài khoản giả mạo, một trong số đó đã bị phát hiện và vô hiệu hóa bởi hệ thống tự động của chúng tôi, tức là giả là mục tiêu của chúng tôi để sau đó chúng có thể báo cáo các tài khoản thật như là giả mạo. Họ cũng thường xuyên thay đổi giới tính và tên của các tài khoản giả mạo của họ cho giống với cá nhân bị xem là mục tiêu. Trong số khiếu nại phổ biến nhất trong hoạt động lừa đảo này là đi khiếu nại việc mạo danh và ở mức độ ít hơn là khiếu nại về tính không xác thực. Facebook nói tiếp, mạng lưới này cũng đã quảng cáo các dịch vụ xóa tài khoản người khác trong mục tiêu
sử dụng của họ và liên tục phát triển các chiến thuật mới để trốn tránh sự phát hiện. Trong báo cáo ra ngày 1 tháng 12, Meta, công ty mẹ của Facebook cho hay, ngoài vụ liên quan đến Việt Nam, họ cũng đã xóa một mạng lưới tương tự tại Trung Quốc, Cuba, Ba Lan và Belarus. Vào ngày 2 tháng 12, tờ báo Quân đội Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho đăng tải bài viết thông báo trên trang của Facebook. Tuy nhiên, thay vì phản ánh đúng nội dung của bản báo cáo là Facebook gỡ bỏ mạng lưới các tài khoản chuyên nhắm đến giới hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến, thì tờ báo Quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam lại viết thành Facebook mạnh tay dẹp bỏ tài khoản chống phá chính phủ Việt Nam. Bài báo trên của báo Quân đội Nhân dân còn trích dẫn phần trả lời phỏng vấn của người đại diện Facebook là ông David trên hãng thông tin Reuters, nhưng đã tự ý thay đổi hoàn toàn câu trả lời của ông này. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam đã cố tình diễn giả sai bản tin của hãng Reuters. Cụ thể, người đại diện của Facebook nói rằng mạng lưới tài khoản này chuyên nhắm đến người hoạt động xã hội và người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Nhưng tờ báo Quân đội lại sửa thành các tài khoản đó có xu hướng nhắm vào các nhà hoạt động xã hội và chính phủ Việt Nam. Không những như vậy, tờ báo Quân đội Nhân dân còn nhét chữ vào miệng ông David khi viết rằng những kẻ tấn công bị Facebook phát hiện và loại bỏ, chuyên chống lại quyết sách của chính phủ Việt Nam, trong khi bản tin của hãng Reuters không hề có câu nói này. Việc các nhà hoạt động xã hội, nhân quyền và người bất đồng chính kiến trở thành nạn nhân của các chiến dịch tấn công trên mạng xã hội đã được truyền thông quốc tế đưa tin từ trước. Và chính phủ Việt Nam cũng đã thừa nhận sự tồn tại của lực lượng tác chiến trên không gian mạng mang tên Lực lượng 47. Vào tháng 12 năm 2020, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ra báo cáo có tiêu đề Để chúng tôi thở. Trong đó, tố cáo chính quyền Việt Nam đã đàn áp tự do biểu đạt trên mạng xã hội thông qua nhiều hình thức, trong đó có bao gồm các áp dụng các chiến dịch báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Facebook. Ba đài lớn của Âu Mỹ, trong đó có đài Á Châu Tự Do, đài tiếng nói Hoa Kỳ BBC, Thời báo .d, trong tháng 10 đã bị một tài khoản Facebook ở Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Các đài báo khác thì đổi tên thành các khẩu hiệu cổ vũ Đảng, Nhà nước, Cộng sản Việt Nam, tương tự như vậy. Đây là hình ảnh các trang fanpage cùng lúc, trong đó có Thời báo .d bị đổi tên bởi những hacker yêu đảng, yêu bác. Ngay trước đó, tờ báo Washington Post khẳng định đích thân ông Mark Zuckerberg đi đến quyết định chấp nhận yêu cầu kiểm duyệt của Hà Nội với lý do không muốn đối mặt với nguy cơ phải bỏ một trong những thị trường quan trọng nhất của Facebook tại châu Á là Việt Nam, nơi có khoảng 70 triệu người đang dùng mạng xã hội này. Facebook chính là mạng xã hội phổ biến nhất cho người dùng tại Việt Nam và chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến ảnh hưởng của mạng xã hội này. Thống kê chính thức của chính phủ Việt Nam nói năm 2020, Việt Nam xác định được khoảng 100 hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, 14.000 chuyên trang Facebook và hơn 480 kênh YouTube chống phá với tần suất cao. Khoảng trên 54.000 video vi phạm thường xuyên và phát tán tin giả có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Một bài viết được đăng gần đây của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho hay Việt Nam đã yêu cầu Facebook, Google gỡ bỏ hơn 10.874 bài viết, video, đường dẫn có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam. Và thông tin cuối cùng là tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam sau khi đăng nội dung biên dịch không đúng sự thật của hãng Reuters, cuối cùng do bị mạng xã hội phản ứng gay gắt nên đã phải xóa bỏ bài báo này. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cơ thể bầm dập, quân đội nói quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do đột quỵ. Lại một quân nhân tử vong ở tuổi 23 có dấu hiệu bất thường bầm tím khắp cơ thể. Tuy nhiên, báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin khẳng định rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên là chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 50, trung đoàn bộ binh 991, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, tử vong do đột quỵ, té ngã, xuất huyết não, nhồi máu phổi, chứ không phải bị đánh. Đó là vào khoảng 20 giờ 15 phút vào ngày 29 tháng 11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Sau đó, Nguyễn Văn Thiên đi về phòng nằm nghỉ
Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày thì Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên, 23 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ còn một tháng nữa là ra quân, bỗng nhiên tử vong với lý do là té ngã, đột quỵ. Trên trang Facebook cá nhân có 76.000 người theo dõi, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra thông tin như sau. Nguyễn Văn Thiên sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1998 ở thôn 2, thị trấn Cờ Bang, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020. Bình Nhất Thiên nhập ngũ ở trung đội thông tin tiểu đoàn 50 thuộc tỉnh Gia Lai, tức là Đức Cơ Gia Lai. Còn một tháng nữa thì Thiên được ra quân về với gia đình. Nhưng 22 giờ đêm hôm qua, gia đình Thiên được đơn vị báo tin em nhập viện do đột quỵ. Sau đó gia đình lên thì em đã mất. 13 giờ hôm nay đã đem Thiên về nhà, nói là đột quỵ mà toàn thân thì bầm tím, đầu, thái dương và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh bầm dập. Gia đình đang kêu gọi cộng đồng mạng lên tiếng để tìm ra nguyên nhân về cái chết còn lắm điểm đáng nghi ngờ này. Tối nay pháp y sẽ về gia đình để trả lời nguyên nhân về cái chết chưa được sáng tỏ này. Theo kết quả tìm kiếm trên Google thì toàn bộ báo chí Việt Nam và các trang dư luận viên đều đưa tin rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do bị té ngã. Tuy nhiên, lý do nay thật khó tin bởi Thiên thì còn quá trẻ và hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn nữa, quân đội và báo chí đã tự kết luận nguyên nhân cái chết trước khi cấp kết quả giám định của pháp y. Theo gia đình cho biết thì phải 10 ngày sau mới có kết quả giám định này. Cũng mới đây, nguồn tin từ đồng đội đã cho gia đình quân nhân Nguyễn Văn Thiên biết rằng chiều ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Thiên có nhậu cùng một số anh em. Sau đó, trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo và sau đó phải đưa đi cấp cứu. Đến khuya thì Thiên đã tử vong. Tuy nhiên, những chi tiết này báo chí Việt Nam hoàn toàn không đăng tải và im lặng. Đây là hình ảnh cái chết của quân nhân Trần Đức Đô hiện nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nó cũng tương tự như trường hợp này. Trước đây, vụ quân nhân Trần Đức Đô cũng trẻ khỏe, sinh năm 2002, được kết luận là tự treo cổ tự tử, trong khi bố của Trần Đức Đô là ông Trần Đức Hội trả lời đài VTC cho biết thân thể của Đô có nhiều vết thương như mạng sườn, ngực bị sưng tím, lưng hằn dây thắt lưng và tím, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể. Việc quân nhân bị đánh khi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phải là mới ở Việt Nam. Vào năm 2004 trước đó, truyền thông nhà nước cũng đăng tải thông tin 6 quân nhân đánh chết một quân nhân khác vì cho rằng quân nhân này vi phạm kỷ luật quân đội và phải bị xử phạt. Những video đăng tải lên YouTube và Facebook ghi lại cảnh đánh nhau tàn bạo giữa lính cũ và lính mới. Mặc dù những video đó không ghi rõ ngày, tháng hoặc lính ở đơn vị nào, nhưng có thể thấy rằng những vụ bạo hành trong quân đội là khá phổ biến. Hơn nữa, sự trung thực, công tâm của nền báo chí Việt Nam đã bị đánh giá rất thấp bởi ai cũng hiểu rằng trên 800 tờ báo, phát thanh và truyền hình của Đảng đều bị khống chế bởi ban tuyên giáo của Trung ương. Họ chỉ đăng những thông tin có lợi cho Đảng Cộng sản, cho chính quyền, và những thông tin trái chiều tất nhiên sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã ăn bữa tiệc bò rát vàng nghìn đô được hàng trăm bài báo ngoài nước và quốc tế đăng tải suốt nhiều tuần nay. Nhưng báo chí tại Việt Nam thì tuyệt nhiên im bặt, dường như họ bị mù, bị cầm và bị điếc. Đây là hình ảnh hàng loạt báo chí quốc tế đăng tin về bữa thịt bò đắt tiền của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, cả 800 tờ báo đài và phát thanh truyền hình trong nước đều câm lặng. Nguyễn Văn Thiên chết toàn thân bầm dập với phần đầu, lưng bị vết như roi, gậy quất vào đầu, mà bên quân đội nói là chết vì té. Lúc tối qua thì nói đột quỵ, thật quá đau lòng, chết oan ức, thế ai dám cho con em đi nghĩa vụ để nhận xác con như vậy nữa. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ tiếp tục đưa tin như sau. Chiều tối nay, đơn vị của Thiên về gia đình và trả lời rằng kết luận sơ bộ về cái chết của em là bị té. Sau đó, đơn vị thuyết phục gia đình nên mai táng em sớm. Gia đình không chịu, muốn chờ kết luận của pháp y. Các sĩ quan trong Bộ Tư lệnh tỉnh Gia Lai trả lời rằng kết luận của pháp y phải 10 ngày nữa mới có. Cho tới hiện nay, tôi đã nói chuyện với gia đình nên mua tủ đông lạnh bảo quản em chờ kết luận của pháp y cũng như làm rõ về nguyên nhân cái chết của Thiên, rồi mai táng em cũng không vội.
gia đình cũng cương quyết giữ em không muốn mai táng vội để làm rõ nguyên nhân cái chết. Vì gia đình không tin rằng Thiên bị đột quỵ trong khi hoàn toàn thân có vết đánh bầm dập đến như vậy. Quân đội, chính quyền địa phương cũng liên tục tác động với gia đình, không được trả lời báo chí nước ngoài, còn bắt gia đình gỡ video ảnh về Thiên trên mạng xã hội. Nếu bị tai nạn hay té, sao quân đội lại sợ hình ảnh loan tải đến như vậy? Phải chăng họ đang sợ hãi điều gì hay là sợ hãi sự thật được phơi ra trước công luận trong và ngoài nước? Đây là hình ảnh người mẹ đã ngất lịm bên xác con không nuốt nổi thìa cháo. Khi giao con cho quân đội, Nguyễn Văn Thiên là một thanh niên cường tráng với bao ước mơ, hoài bão, thì nay nhận về một cái xác chết. Lực lượng 47 đã lên bài chụp mũ thế lực kích động, không những thế tuyên giáo dùng ngòi bút kết luận là Thiên chết vì bị té. Trong khi chưa có kết luận pháp y mà tuyên giáo đã kết luận thay pháp y, đó là hành vi bao che tội ác, chạy tội cho kẻ ác đã ra tay sát hại Thiên. Điều này nói lên Đảng Cộng sản Việt Nam đang cùng quẫn như thế nào. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân được kể bởi đồng đội của Thiên từ đơn vị cho biết, chiều ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Thiên có ăn nhậu cùng một số anh em, sau đó trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo. Và sau đó phải đi cấp cứu, đến khuya thì Thiên đã tử vong, lúc đó báo với gia đình cho rằng đột quỵ. Trưa hôm qua, đơn vị mang thi thể em Thiên trả về gia đình thì toàn thân bầm dập, thái dương có dấu vết bị gậy hoặc báng súng đánh còn bầm tím. Gia đình biết rằng sẽ khó đòi lại công lý, nhưng gia đình biết chắc Thiên bị đánh tới chết, bị cấp trên là chỉ huy, là đồng chí đánh chết. Nếu quân đội thừa nhận Thiên bị đánh thì gia đình sẵn sàng mai táng sớm vì sự bao che cho tội ác của quân đội, nhưng gia đình quyết tâm đi tìm chân tướng của sự việc tới cùng. Điều này để trả lại công bằng cho Thiên, để em ấy có thể nhắm mắt mà ra đi. Gia đình cũng là làm đơn gửi lên Cục Điều tra Hình sự Quân khu và gia đình mong dư luận lên tiếng cùng để đòi lại công lý cho Thiên, dù biết rằng rất mong manh. Đây là hình ảnh ông tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An bên trái cũng đã tử vong do ngã từ tầng 8 xuống đất vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín cũng ngã từ tầng 14 xuống chung cư, tử vong vào hôm 5 tháng 4 năm 2020. Và cho đến nay, báo chí Việt Nam vẫn kết luận rằng hai vị tiến sĩ này đang mạnh khỏe bỗng nhiên tự té ngã mà chết. Gia đình Thiên cho tới hiện tại biết chắc rằng Thiên bị trung đội trưởng đánh dẫn đến cái chấn thương sọ não, chết oan ức, mà quân đội lại trả lời rằng Thiên tử vong do té nên cảm thấy rất oan ức. Vì vậy, gia đình không nghe theo lời quân đội để mai táng sớm mà vẫn để em ấy nằm y như thế. Mục đích là muốn giữ em thật lâu và mong tìm ra chân tướng của sự thật. Như người mẹ đã khóc cạn nước mắt, không nuốt nổi thìa cháo bên cạnh xác con trai mình, thì làm sao ta có thể cầm lòng cho được. Phải chi quân đội nói em Thiên bị đánh dẫn đến tử vong thì có lẽ người mẹ này sẽ không đau đớn đến như vậy. Khi giao con cho đi quân đội, Thiên là một thanh niên cường tráng với bao ước mơ, hoài bão, trẻ trung. Vậy mà, người mẹ này đang nghĩ gì? Giá như tìm cách ngăn Thiên đi nghĩa vụ, giá như Thiên đừng đi thì đâu có thể mất con đến thế. Giữa những tội ác, giữa sự bao che cho nhau bởi đồng chí, đồng đội, thì cuối cùng nỗi đau này không ai đau bằng người mẹ kia cả. Dẫu biết rằng công lý khó thực thi, nhưng vì lương tâm ta buộc phải lên tiếng, không phải chỉ cho con em Thiên, em Đô, mà còn con em của chúng ta sau này. Có lực lượng nào, quân đội nào mà người lính chết không phải ngoài chiến trận vì súng quân xâm lược mà chết bởi dưới tay đồng chí như quân đội Việt Nam? Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu nhận định của mình như thế.